Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin Nóng S. Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh Tin Nóng S hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Tin Nóng S. Tuyên bố tàu ngầm Nga là mối đe dọa với Đại Tây Dương. Theo hãng Sputnik, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn từ các quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết, liên minh quân sự này có thể khôi phục bộ chỉ huy tối cao ở Đại Tây Dương để đương đầu với Nga. Nguồn tin cho hay kế hoạch này đã được trình lên các tổng tư lệnh của NATO trong tuần này. Tại Brussels, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Pris Pavlov cho biết, chúng ta cần tính đến những mối đe dọa tiềm ẩn theo mọi hướng, kể cả là Bắc Đại Tây Dương và vùng Bắc Cực. Các chuyên gia quân sự cho rằng hiện nay khả năng của NATO về giám sát cơ động khu vực đã bị suy giảm và hạm đội tàu ngầm của Nga có thể tung hoành ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương mà không bị phát hiện. Trong báo cáo dành cho Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, các nhà phân tích từ Trung tâm An ninh mới của Mỹ cho biết, trong trường hợp xung đột, tàu ngầm của Nga có thể phá vỡ học thuyết của liên minh này, tấn công vào các tàu vận tải quân sự Mỹ và cắt đứt các ngầm giữa Iceland và Canada, hủy hoại hệ thống liên lạc truyền thông toàn cầu. Áo tàng hình có làm nên sức mạnh cho Armata. Nga vừa chế tạo thành công loại vật liệu đặc biệt có khả năng giúp xe tăng Armata tàng hình và chống được đạn chống tăng của kẻ địch. Công nghệ mới, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Uravagon Bravo, ông Vyacheslav Khalistov cho biết, xe tăng Armata sẽ được Nga trang bị hệ thống phòng vệ gồm có 4 cấp giúp cho dòng tăng này không bị kẻ thù theo dõi trên chiến trường. Chiến xa sẽ được phủ lớp phủ đặc biệt làm cho bề mặt phản quang, khiến hệ thống tần sóng radar, tia hồng ngoại và cảm quang không thể xác định được nó. Ngoài ra thì Nga còn tìm ra vật liệu mới có thể khiến cho tăng Nga trở nên tàng hình. Loại vật liệu mang tên Zemeli này được Viện Sắt Thép thuộc nhà máy chế tạo máy cơ khí phát triển có dạng một tấm màn lớn được làm từ các thành phần có khả năng bảo vệ chủ động và được đặt phía trước xe thiết giáp, cần được bảo vệ khoảng 50-1500mm. Khi mà tác chiến bị lựu đạn chống tăng bắn vào, thì các thành phần bảo vệ bí mật trong tấm màn này sẽ có nhiệm vụ phá hủy mạch kích nổ điện tử trong quả lựu đạn, cũng như là làm phân tán các chất nổ trong quả lựu đạn. Điều này sẽ khiến cho quả lựu đạn chống tăng khi mà chạm vào phần giáp chính của xe thiết giáp sẽ không thể phát nổ, hoặc là nếu có nổ thì khả năng xuyên giáp cũng sẽ bị suy giảm đáng kể. Trong khi đó, khả năng tàng hình của Zemeli sẽ giúp giảm tới 6 lần khả năng xe tăng và xe chiến đấu bộ binh radar của địch phát hiện và giảm tới 3 lần khả năng các xe thiết giáp này bị các thiết bị hồng ngoại của địch phát hiện. Đặc biệt, việc tháo và lắp loại vật liệu này chỉ mất vài phút và binh sĩ không cần phải được huấn luyện để làm điều này. Theo phân tích của Daily Mail, công nghệ tàng hình đã trở nên rất cần thiết đối với lực lượng tăng thiết giáp hiện đại, bởi xe tăng không chỉ chiến đấu đối kháng trên mặt đất, khả năng tàng hình có thể chống lại các cuộc tấn công từ trên không bằng chiến đấu cơ và trực thăng. Đây rõ ràng là bước tiến lớn của Nga trong việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất xe tăng thiết giáp nói chung. Và theo ông Vyacheslav Khalistov, Nga sẽ ưu tiên ứng dụng loại vật liệu mới này cho việc sản xuất T-14 Armata đầu tiên. Tàng hình không phải là tất cả. Trong khi đó, thì dù không phải là dòng xe tăng tàng hình như Armata, thế nhưng Đức tin rằng loại xe tăng MBT Revolution vừa được thử nghiệm thành công đủ sức đánh bại siêu tăng Nga. Sức mạnh hỏa lực của MBT Revolution nằm ở khẩu pháo nòng trơn 120mm L55. Hiện tại thì đó là khẩu pháo tăng tốt nhất trong dòng họ Leopard 2 và có độ chính xác và tầm bắn xa hơn các phiên bản cũ. Pháo 120mm này có thể tiêu diệt mục tiêu được che chắn đằng sau chướng ngại vật lẫn trong các kiến trúc kiên cố cũng như là tấn công lính bộ binh.
xe thiết giáp và trực thăng bay thấp. Mỗi chiếc MBT Revolution có thể mang đến 42 viên đạn pháo, trong đó thì 15 viên đặt trong tháp pháo để sẵn sàng sử dụng, những viên còn lại để trong khoang xe. T-14 Armata sở hữu một pháo nòng trơn 125mm 2A8210M, cơ số đạn là 40 viên, trong đó thì 32 viên tự động nạp đạn. Nga còn có kế hoạch trang bị loại pháo cỡ nòng 152mm cho tăng T-14. Như vậy thì về kích thước pháo chính và cơ số đạn của hai loại tăng này là tương đương nhau. Ngoài ra thì cả T-14 và MBT Revolution đều được trang bị hệ thống súng máy hạng nặng. Theo đó thì hệ thống hỏa lực của T-14 ngoài pháo 125mm chỉ được trang bị thêm một súng máy điều khiển từ xa 7,62mm PKTM cơ số 2000 viên đạn. Ngoài pháo 120mm, MBT Revolution còn được trang bị một súng máy đồng trục cỡ 7,62mm và một súng máy cỡ 12,7mm đặt trên nóc tháp pháo. Khẩu súng máy này gắn vào giá điều khiển từ xa cho phép xạ thủ có thể khai hỏa từ trong xe. Rõ ràng thì về phân khúc này, T-14 tỏ ra yếu thế hơn hẳn trước MBT Revolution. Hệ thống phòng vệ của MBT Revolution cũng tỏ ra không hề thua kém T-14. Theo đó thì MBT Revolution có thể hoạt động trong tác chiến đô thị, các cuộc xung đột cường độ thấp lẫn trong chiến tranh quy mô lớn. Để làm được việc đó thì MBT Revolution được tăng cường thêm giáp bị động, có thể bảo vệ 360 độ trước các loại tên lửa chống tăng lẫn đạn RPG, giáp bảo vệ hai bên thành xe. Thân xe được tăng cường để đối phó với các loại thiết bị nổ tự chế, IED và mìn vốn đang nổi lên như một vũ khí lợi hại trong các cuộc chiến tranh gần đây. Giáp của MBT Revolution dạng modun hóa, tức là các thành phần hư hỏng sẽ dễ dàng được thay thế ngay cả trong điều kiện dã chiến. Trong khi đó thì T-14 được trang bị hệ thống phòng vệ tích cực AHSNIT, hệ thống bảo vệ bán cầu trên, hệ thống bảo vệ quang, điện tử và một số tổ hợp chế áp tín hiệu radio. Tấm chắn mìn ở phía trước, bên dưới vị trí ngồi của kíp xe. Ngoài ra thì Nga còn có kế hoạch là cho Armata radar sử dụng công nghệ tương tự radar của siêu tiêm kích Sukhoi T-50. Tuy nhiên thì tất cả những công nghệ trên mới chỉ được Nga công bố. Vì vậy, với khả năng của mình, tăng MBT Revolution hạ được T-14 Armata của Nga là hoàn toàn có thể xảy ra. Trung Quốc học cách đánh chìm tàu sân bay Mỹ. Trung Quốc nỗ lực khai thác tử huyệt của tàu sân bay Mỹ để phát triển năng lực hải quân có thể khiến ai cũng phải kính nể và khiếp sợ. Theo tạp chí National Interest Mỹ chuyên về quan hệ quốc tế hôm 16 tháng 5 cho biết, hồi đầu năm 2015 từng xuất hiện một báo cáo gây không ít sự tò mò và xôn xao trong giới quân sự. Báo cáo rõ ràng được Bộ Quốc phòng Pháp công bố, thế nhưng sau đó biến mất không một dấu vết. Báo cáo này đề cập tới màn tác chiến thành công của tàu ngầm hạt nhân Sophie Pháp trong một cuộc tập trận giả định đối đầu cụm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ. Pháp có câu trả lời: ngay từ lúc mà được công bố, báo cáo trên đã khiến giới chuyên gia quân sự phần nào đó bị sốc khi nói rằng tàu ngầm hạt nhân Pháp đã đánh chìm được một nửa cụm tác chiến tàu sân bay của Mỹ trong suốt cuộc tập trận. Chính nội dung có phần gây xôn xao này có thể lý giải cho việc tại sao báo cáo này đã được thu lại ngay tức khắc. Những thông tin được tiết lộ nói rằng một tàu sân bay của Hải quân Mỹ vẫn đang có khả năng ăn đòn tử của một tàu ngầm hạt nhân đã không lan truyền quá nhiều trên truyền thông lúc bấy giờ. Nhiều nhà phân tích quốc phòng cũng không đề cập nhiều về nó sau này. Tuy nhiên thì các cơ quan truyền thông chuyên về quốc phòng Trung Quốc đã không lỡ bỏ thời cơ này, đặc biệt là những bàn tán về năng lực của các tàu sân bay Mỹ. Trong một bài báo số đặc biệt hồi năm 2015, tạp chí Binh công Khoa kỹ Trung Quốc từng phân tích về sự kiện này thông qua một cuộc phỏng vấn với giáo sư Trì Quốc Thương.
đến từ Học viện Tàu Ngầm Trung Quốc dưới tựa đề Chỉ một tàu ngầm hạt nhân đã có thể đánh chìm một nửa cụm tàu tác chiến sân bay. Giáo sư Trì thời điểm đó nói rõ, ông hiểu rằng diễn tập không thể nào đem ra so sánh với chiến tranh thực tế. Và hơn nữa, ông đánh giá hệ thống tác chiến chống ngầm của Hải quân Mỹ đó là một hệ thống hiệu quả cao, gồm nhiều lớp phòng thủ để bảo vệ sự an toàn cho các tàu sân bay. Tuy nhiên thì ông kết luận rằng báo cáo của Pháp có độ khả tín khả cao và sẽ giúp kiểm tra những lập luận của ông về khía cạnh này, từ đó giúp hiểu rõ quan điểm hiện nay của Trung Quốc về việc tận dụng tàu ngầm hạt nhân trong chiến tranh hải quân hiện đại. Ngay từ những phút đầu của cuộc phỏng vấn, giáo sư Trì nhận định tàu ngầm là khắc tinh của các tàu sân bay. Ông lý giải, trong suốt Thế chiến thứ hai, trên dưới 17 hàng không mẫu hạm đã bị các tàu ngầm đánh chìm. Hơn thế, giáo sư Trì còn chỉ ra rằng có 8 trong số 17 tàu sân bay này đã bị giáng đòn tử bởi lực lượng tàu ngầm Mỹ. Sau đó thì giáo sư Trì đề cập nhiều lần đến một cuộc chiến không phải Thế chiến thứ hai, mà đúng hơn đó là chiến tranh Falkland. Cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đầy khốc liệt từ những năm 1980 này dường như đã có ảnh hưởng lớn đối với quá trình phát triển của Hải quân Trung Quốc, khiến cho Bắc Kinh chú trọng vào việc phát triển tên lửa hành trình chống hạm. Vị chuyên gia này cho biết tàu ngầm hạt nhân Anh thời điểm đó đã có năng lực theo dõi tàu tuần dương Genara Belgrano của Argentina trong khoảng thời gian là 50 tiếng đồng hồ mà không bị phát hiện trước khi bắn phát ngư lôi kết liễu tàu tuần dương này. Đây là một minh chứng về năng lực của các tàu ngầm hạt nhân hiện nay. Tuy nhiên thì ông nhận định hệ thống sân ngầm ISVK của Hải quân Argentina dĩ nhiên không thể nào đem ra so sánh được với hệ thống ISVK của Mỹ. Cuộc săn tìm tử huyệt của tàu sân bay Mỹ. Khi mà được hỏi liệu ông có thể lý giải tại sao Hải quân Pháp lại có thể thoát khỏi màn hình săn ngầm ISVK đáng gờm quanh tàu sân bay USS Roosevelt và đánh chìm tàu sân bay này cùng với một số tàu hộ tống của nó hay không, thì giáo sư Trì đã đưa ra nhiều giả thuyết liên quan tới vấn đề này. Tuy nhiên, yếu tố được ông nhấn mạnh nhiều nhất là lượng giãn nước nhỏ của tàu ngầm Pháp. Ông nói rằng chiếc tàu ngầm lớp Rubis của Pháp là tàu ngầm hạt nhân nhỏ nhất thế giới. Lượng giãn nước là 2.670 tấn, do đó mà các hệ thống săn ngầm sẽ gặp khó khăn hơn trong việc phát hiện nó. Theo vị trí chuyên gia Trung Quốc, tàu ngầm lớp Los Angeles của Mỹ được dùng để bảo vệ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, trong khi đó thì lại là lượng giãn nước lớn gấp 3 lần tàu ngầm Pháp, khiến cho tàu ngầm Mỹ gặp bất lợi. Đặc biệt thì trong tình huống là cả hai hạm đội đối đầu có cùng mức độ tác chiến thành thạo. Đây không phải là lần đầu tiên các chuyên gia tàu ngầm Trung Quốc ngưỡng mộ những tàu ngầm có lượng giãn nước nhỏ của Pháp. Họ cho rằng các tàu ngầm thế này có thể đặc biệt thích hợp cho việc triển khai các vùng biển nông của Tây Thái Bình Dương. Hơn nữa thì chuyên gia này còn lập luận rằng với tốc độ tối đa tương đối thấp 45 km/h, đây cũng không đáng được xem là yếu thế lớn của tàu ngầm hạt nhân Pháp. Vị chuyên gia Trung Quốc giải thích thêm, những khí tài săn ngầm trên không của Mỹ thường phụ thuộc khá nhiều vào hệ thống radar. Do đó, ông kết luận cuộc săn ngầm tàu ngầm hạt nhân của hệ thống ASVK từ trên không giống như là đại hải lao châm mỏ kim đáy biển. Trong số các lập luận được nêu ra trong phần phân tích này, còn có một lập luận nói rằng thực tế các nhóm tác chiến tàu sân bay càng lớn về quy mô thì nó càng dễ bị các tàu ngầm theo dõi ở khoảng cách xa. Giáo sư Trì ngoài ra cũng nhấn mạnh rằng triển khai các vũ khí ASVK có thể vô tình đem lại lợi ích cho quá trình tẩu thoát của một tàu ngầm vì các vũ khí này có thể gây phức tạp đáng kể môi trường âm thanh, khiến cho cuộc tìm kiếm của các tàu ngầm bằng radar bị cản trở. Một lời lý giải khác cho chiến lợi phẩm phi thường của tàu ngầm Sophie có thể là do chính khả năng của người chỉ huy Pháp trong việc tận dụng các điều kiện thủy âm học phức tạp. Giáo sư Trì liệt kê một danh sách dài các điều kiện như vậy, trong đó có các hiện tượng phổ biến như vùng hội tụ, dốc tốc độ âm thanh, xoáy nước lạnh và hiệu ứng chiều. Tương tự thì vị chuyên gia Trung Quốc cho biết thời tiết có thể là yếu tố chính giúp ích cho các tàu ngầm vì nó có thể cản trở đáng kể các hoạt động trên mặt nước,
đặc biệt là các lực lượng tàu ASV trên không, trong khi mà không gây ảnh hưởng nhiều cho các hoạt động dưới mặt nước. Cuối cuộc phỏng vấn, khi mà được hỏi về liệu mô hình tập trung chính vào tàu ngầm hạt nhân để phát triển hải quân của Liên Xô và mô hình phát triển tập trung chính vào tàu sân bay của Mỹ, mô hình nào vượt trội hơn? Ông chỉ nói rằng, đô đốc hạm đội Liên Xô Sergei Rostov thời chiến tranh lạnh muốn xây dựng một hạm đội cân đối, thế nhưng nỗ lực của Moscow trong lĩnh vực hải quân cuối cùng không được như mong đợi sau khi mà Liên Xô tan rã. Trong khi đó thì ông cho rằng hải quân Mỹ đã thành công trong việc thực hiện tham vọng của mình. Từ đó thì hạm đội tàu chiến Mỹ có thực lực và năng lực tác chiến không ai có thể địch trên tất cả mặt trận tác chiến hải quân. Do đó thì những phân tích từ giáo sư Trì có thể cho thấy rằng các chuyên gia Trung Quốc đánh giá cao năng lực hiện tại của hải quân Mỹ. Tuy nhiên thì nó cũng được nói lên là các nhà phân tích quân sự Trung Quốc đang cố gắng tìm hiểu các tử huyệt của hệ thống vũ khí hải quân Mỹ khi mà nước này muốn phát triển năng lực hải quân có thể khiến cho hữu nhân kính úy, hữu nhân phạm, tức là ai cũng... Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.